Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Giàu Giang thuộc công ty Phong thủy Phùng Gia. Tại đây, được sự trợ duyên bởi Master Phùng Phương là thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức tử vi và phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày, giúp quý vị đạt được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số nào của chương trình nhé. Chúc quý vị sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Giàu Sang. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ lúc sinh ra, mỗi người đã sở hữu tướng mạo riêng cho mình. Theo quan niệm dân gian, thông qua việc xem tướng như tướng mắt, tướng mũi, tướng gò má, v.v., chúng ta có thể hiểu được phần nào cá tính cũng như luận đoán tương lai của một người. Và đối với người phụ nữ thì điều này lại càng đặc biệt quan trọng, bởi người xưa cho rằng chỉ cần nhìn qua gương mặt sẽ biết được đâu là người đàn bà, vượng phu ích tử, đâu là cô nàng mang lại tướng sát phu khắc chồng khắc con. Tuyệt đối không nên lấy làm vợ, kẻo gia đình bất hòa, ly tán, tiền vận tiêu tan. Và quý vị liệu có tò mò muốn tìm hiểu về đặc điểm nhận diện của người phụ nữ có tướng sát chồng cần phải tránh xa không ạ? Hãy theo dõi video ngày hôm nay của Phong thủy Giàu Sang nhé! Và nếu như gần đây bạn đang gặp nhiều điều không may, công việc không như mong muốn, hoặc bạn có tâm lý bất an thì hãy tham khảo bộ sản phẩm Tam phẩm Chư Ta do chính tay Master Phùng Phương khai quang để hóa hung thành cát, cải thiện tài vận. Do bộ Tam phẩm Chư Ta số lượng có hạn nên các bạn hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0984 024 021 để được thỉnh. Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Thứ nhất, phụ nữ có môi dày miệng rộng. Người xưa có câu đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà, để nói rằng phụ nữ miệng rộng sẽ thường gây họa thị phi, dễ khiến những mối quan hệ quanh mình trở nên bất hòa mâu thuẫn. Dù không cố ý tạo nên những kịch tính ấy, nhưng chính bản mệnh, chính cái tôi quá lớn khiến phụ nữ miệng rộng không biết nhún nhường khéo léo trong giao tiếp mà gây ra họa. Chưa kể, môi dày là nét tướng của người tiêu xài hoang phí, không biết cách tích góp, tiết kiệm. Lấy mẫu phụ nữ này về làm vợ, đàn ông giàu mấy cũng sạt nghiệp, lâm vào cảnh trắng tay. Thứ hai, có gò má cao. Nhân tướng học cho rằng phụ nữ có gò má cao là người dễ thành công trong sự nghiệp, thăng tiến nhanh chóng và sở hữu khối tài sản lớn khi còn khá trẻ. Tuy nhiên, chính vì tài giỏi, khôn ngoan nên họ lại xem thường chồng, đã không khích lệ lại còn dè biểu, mỉa mai bạn đời, nên hôn nhân thường không trọn vẹn, dễ đổ vỡ. Nếu sở hữu gò má cao cộng thêm gương mặt hớp gầy, thì đấy chính là điềm báo vận xui cả đời. Những người này không chỉ gặp phải điều không may, mà còn khiến những người xung quanh, đặc biệt là chồng con gánh họa cùng mình. Thứ ba, chóp mũi cao nhọn. Mũi của một người thường có bốn phần: sơn căn, niên thượng, thọ thượng và chuẩn đầu theo thứ tự từ trên xuống dưới. Sơn căn có nốt ruồi và dưới mắt có nhiều vết nhăn, hay nếu niên thượng và thọ thượng nổi gân máu, đó chính là một trong dấu hiệu của tướng đàn bà sát chồng. Chóp mũi cao nhọn có thể là chiếc mũi đẹp về mặt mỹ học, mang lại sự sang trọng thanh thoát cho gương mặt nữ giới, nhưng lại là nét tướng không tốt trong nhân tướng học. Phụ nữ có nét mũi này thường gian trá điêu ngoa và luôn mưu tính trong mọi chuyện, kể cả trong chuyện tình yêu hôn nhân. Họ sống trọng vật chất đua đòi mà không thèm quan tâm xem chồng phải cực khổ, mệt mỏi thế nào mới kiếm được tiền. Chỉ muốn ngồi chơi hưởng phước, sống trong nhung lụa nhưng lười lao động. Con nhà lính mà tính nhà quan, nên một khi chồng không đáp ứng được những đòi hỏi của mình thì họ sẽ phản bội không thương tiếc. Thứ tư, lông mày hình móc câu. Một cặp lông mày với phần đuôi cong móc vào phía trong chính là nét tướng khắc phu. Dù khôn ngoan chăm chỉ lại có bản lĩnh, nhưng mẫu phụ nữ này lại hay so sánh chồng với người khác, đứng núi này trông núi nọ. Dù đã yên bề gia thất nhưng vẫn thầm tơ tưởng đến đàn ông khác giàu có hơn chồng mình. Vậy nên họ chưa bao giờ toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng, nuôi dạy con, cả
càng không vung vén để gia đình ấm êm hạnh phúc. Đàn ông nên cân nhắc cẩn thận trước khi lấy họ làm vợ, kẻo nhà tan cửa nát. Thứ năm, giang môn có vết sẹo hoặc có nốt ruồi. Giang môn là vùng kéo dài từ phía sau đôi mắt sang hai bên, và theo tử vi phong thủy, đây được gọi là cung phu thê. Cung này phản ánh tình trạng hôn nhân, trạng thái và biến động tình cảm của chủ nhân. Người nữ có nốt ruồi nâu đen sau đôi mắt hoặc có sẹo vết hằn ngang rất sâu ở cung phu thê thì được nhận định là người có đời sống tình cảm phức tạp, cuộc sống hôn nhân của họ không mấy thuận lợi vì bị kẻ thứ ba xen vào, dễ ngoại tình sa ngã vì những nguyên nhân khách quan. Thứ sáu, người phụ nữ xương cằm nhọn hoắt. Theo nhân tướng học, những người phụ nữ sở hữu xương cằm nhọn hoắt thường ích kỷ, trong mắt họ chỉ có chính mình, chỉ quan tâm đến bản thân và chẳng màng đến cảm xúc của người đối diện. Họ cũng là người không đáng tin cậy và kém trung thành trong các mối quan hệ. Khi người đàn ông của họ gặp khó khăn về tài chính, họ thường không thương xót mà thẳng thừng chia tay. Tiếng nói tướng phụ nữ sát phu thường có tiếng nói lanh lảnh như tiếng kim khí và chạm nhau khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh xương sống, hay tiếng nói như nam giới giọng oan oan như sấm động, hoặc âm thanh sắc cao như xối vào tai người nghe. Quý vị và các bạn thân mến, sát phu có rất nhiều mức độ. Nếu nhẹ thì vợ chồng xung đột bất hòa, không hạnh phúc, nặng thì gây hại tới công danh sự nghiệp, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người chồng. Vợ chồng chia ly đứt đoạn. Vì vậy, nếu bạn gặp những người đàn bà có tướng mạo như vậy thì cũng hết sức lưu ý nhé. Bên cạnh đó, nếu như gần đây bạn đang gặp nhiều điều không may mắn trong công việc hay có nhiều bất đồng trong cuộc sống hôn nhân, bạn có thể tham khảo bộ Tâm phẩm trừ tà do chính tay Master Phùng Phương khai quang để hóa hung thành cát, cải thiện tài vận. Hoặc bạn cũng có thể truy cập vào trang web Phong thủy Phùng Gia để biết rõ hơn thông tin sản phẩm này. Do bộ Tâm phẩm trừ tà số lượng có hạn nên các bạn hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0984024021 để được thỉnh. Vâng, thưa quý vị, theo quan niệm tử vi phong thủy, trong vòng luân hồi 12 con giáp thì có những... Vâng, thưa quý vị, theo quan niệm của tử vi phong thủy, trong vòng luân hồi 12 con giáp thì có những tuổi cần phải kiêng kỵ, không được lấy nhau. Nếu không, gia đình sẽ sớm ly tán, tiền bạc tiêu tan. Đây cũng chính là nội dung tiếp theo của video. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, tuổi Tý tuổi Ngọ. Tuổi Tý thường coi trọng tiền bạc hơn chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình. Trong khi đó, người tuổi Ngọ lại hoàn toàn trái ngược. Tuổi Tý thường hay suy tính thiệt hơn, rất nhạy cảm trong mọi việc. Nhưng tuổi Ngọ lại rất hào phóng, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Do đó, hai con giáp này lấy nhau sẽ rất khó để hòa hợp. Không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ thường thích bay nhảy, ưa sự dịch chuyển. Nhưng tuổi Tý lại có tính thích kiểm soát đối phương. Bên cạnh đó, cả hai con giáp này đều khá cố chấp, cái tôi cá nhân cao. Do đó, nếu cứ khăng khăng đến với nhau, không sớm thì muộn cả hai sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung, từ đó khiến hôn nhân trở thành nấm mồ của tình yêu. Thứ hai, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Trong khi Mùi mộng mơ, hơi lập dị, thường có tính ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, thì Sửu lại hết sức thực tế, chăm chỉ làm việc, liên tục phấn đấu để vươn lên và khá đặt nặng vấn đề về tiền bạc. Do đó, hai con giáp luôn tìm thấy những điểm khó chịu của nhau. Chẳng hạn như tuổi Mùi cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Sửu đã hạn chế khả năng của họ. Trong khi đó, những người tuổi Sửu lại thấy người tuổi Mùi sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Khi yêu nhau ban đầu, hai con giáp có thể rất hút nhau, nhưng về lâu về dài, mối quan hệ này sẽ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, cặp đôi sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn cả về quan niệm sống lẫn cách thức làm việc, và dần dần đường ai nấy đi. Thứ ba, tuổi Dần, tuổi Thân. Những người tuổi Dần và tuổi Thân đều có tính hiếu thắng, thích nổi bật, cái tôi cá nhân cao và đều thích chạy theo sở thích riêng. Tuổi Thân muốn sống một cuộc sống thật thoải mái,
trong khi Tuổi Dần cần tự do. Do đó, nếu cặp con giáp xung khắc này lấy nhau, giữa họ sẽ nảy sinh sự đố kỵ, cuộc sống vợ chồng cũng dễ rơi vào tình trạng nhàm chán. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn do vợ chồng bất đồng quan điểm, đặc biệt là về cách dạy dỗ con cái. Thứ tư, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tuổi Mão và tuổi Dậu là một trong những cặp con giáp xung khắc nhau trong hôn nhân do tính cách của hai con giáp này hoàn toàn trái ngược nhau. Mão thường đưa ra các ý kiến chủ quan và gặp khó khăn khi giải quyết các vấn đề thực tế, trong khi tuổi Dậu luôn đòi hỏi sự chính xác trong từng công việc mà mình làm. Vì vậy, trong mắt của những người tuổi Dậu, Mão là người rất đoản, còn trong mắt Mão, Dậu thường có đòi hỏi cao và hay chê bai người khác. Ngoài ra, tuổi Mão thường có lối sống hưởng thụ, phụ thuộc, không thích đảm nhiệm. Nhưng tuổi Dậu lại là người khá cầu toàn, nên Mão khó lòng mà đáp ứng được tiêu chuẩn do Dậu đề ra. Nếu cố gắng tới với nhau, về lâu về dài, ắt cặp đôi này sẽ cảm thấy mệt mỏi, nảy sinh mâu thuẫn, khiến hôn nhân tan vỡ. Thứ năm, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Nằm trong bộ tứ con giáp xung khắc nên Thìn và Tuất không nên thành đôi thành cặp. Những người tuổi Thìn mạnh mẽ, quyết đoán nhưng khá gia trưởng, thích thị uy với người khác, không chấp nhận sự xem nhẹ và có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, đặt sự nghiệp lên trên chuyện gia đình. Trong khi đó, những người tuổi Tuất lại sống trung thực, không thích làm theo lệnh của người khác. Tuy không giỏi giao tiếp nhưng biết cách chăm sóc gia đình, rất hay ghen và đa nghi. Cho nên, nếu sánh đôi cùng nhau, cả hai sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, mệt mỏi, khó lòng hòa hợp. Thứ sáu, tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Trong khi tuổi Hợi là những người thẳng thắn, nhạy cảm thì tuổi Tỵ lại thích đi đường vòng, thường đưa ra ý kiến chủ quan và điều này khiến tuổi Hợi rất tức tối, khó chịu. Ngoài ra, tuổi Tỵ còn rất hay ghen tuông mù quáng và cảm thấy bất an trong mối quan hệ tình yêu, mặc dù tuổi Hợi khi yêu ai thường chỉ chung thủy với người đó. Tuy nhiên, tuổi Hợi thường cất giấu những bí mật cho riêng mình và điều này khiến tuổi Tỵ nghi ngờ, khó chịu và thậm chí là đặt điều cho Hợi. Trong tình yêu hôn nhân, nếu nghi ngờ lẫn nhau thì chắc chắn mối quan hệ này cũng sẽ không thể kéo dài được bao lâu. Thứ bảy, tuổi Hợi, tuổi Thân. Trong khi tuổi Hợi thích chỏ mũi vào chuyện của người khác, dám làm không dám nhận, thì tuổi Thân lại khá nhỏ mọn, hay để bụng những thứ vặt vãnh, hay cằn nhằn và khá cứng nhắc bảo thủ. Ngoài ra, Thân thuộc tiếp người tự lập, luôn tự đứng vững trong xã hội bằng chính khả năng của mình, trong khi tuổi Hợi lại tự làm tự quyết, không biết nhường nhịn. Chính vì thế, nếu về chung một nhà, dù Thân có khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa, thì Hợi vẫn bỏ ngoài tai. Cặp con giáp xung khắc này sẽ kìm hãm lẫn nhau, khiến chuyện kinh doanh đi vào ngõ cụt. Cuộc sống vợ chồng liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn, khiến tài sản ngày càng giảm sút, tình cảm vợ chồng cũng ngày một nguội lạnh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là vừa rồi, Phong Thủy Giàu Sang đã chia sẻ cho các bạn 7 cặp con giáp kỵ nhau, nếu kết hôn dễ rơi vào hoàn cảnh gia đình chia ly, cuộc sống khốn khó. Tuy vậy, ai cũng mong muốn người đầu ấp tay gối hàng đêm là người mà mình yêu thương. Cuộc sống là muôn hình vạn trạng và không thể ai cũng quyết định cho mình được hình hài, tuổi số khi sinh ra. Vì vậy, hãy tu tâm tích đức, làm nhiều phúc thiện thì cuộc sống sẽ trở nên êm đẹp và thuận lợi hơn. Ngoài ra, nếu quý vị cảm thấy gần đây mình đang bị xui xẻo bùa vây, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, không được hanh thông như ý, thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0984 024 021 để được thỉnh. Ngoài ra, nếu quý vị cảm thấy gần đây mình đang bị xui xẻo bùa vây, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, không được hanh thông như ý, thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0984 024 021 để được thỉnh bộ sản phẩm Tam Phẩm Chư Ta do chính tay Master Phùng Phương khai quang giúp cải thiện vận hạn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video sau.